này, sao bây giờ người tắt đi à? Không, có tắt đi đấy. Tắt đầy đã. Không, tưởng người tắt đi. À, tôi tưởng nó đầy. Nó không muốn ăn nữa. Nó ăn sai rồi, nó không chán rồi mà, không ăn đâu. Trái rồi, nó không nhiều nữa. Ăn nó chiều chỉ có đói. Ăn kéo cho khổ luôn. Mà ăn hai ăn miếng kẹo với lại nam bụng rồi. Nãy chanh của anh nhỉ, nãy chanh của anh rồi. Anh đổ hết rồi. Từ ngoài rồi. Hôm nay cô Mi đi lớp của con à Phúc? Nó còn chưa chuẩn bị được chỗ ăn nữa ở sao ấy, chưa có trung cấp, nó không phải đợi mà trung cấp nhưng mà còn từng hội cảnh sát nhiễu sự của mẹ.